Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay sáng chủ nhật mình dắt các bạn đi hai rau muống nha bạn. Hai rau muống gì nhà mình luộc ăn với cá sốt cà nha, mình ăn cơm nha bạn. Hôm nay sáng chủ nhật cũng trời cũng khá là đẹp nha bạn, không có nắng mấy. Ngày hôm nay mình đi hai rau muống nha bạn. Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Tại hồi tối mình đi chợ các bạn, hôm nay dậy hơi trễ nha bạn, 10 giờ mình mới đi ra đồng nha bạn. Ra đồng mình hai rau muống nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi hai rau muống nha bạn. Đó đây là khu bên đường 5 gần nhà mình nha bạn. Đó là chỗ gần đường đầy xe lửa luôn nha. Chỗ này có một trống nha bạn. Đất trống là mình có cây cỏ đủ thứ nhân nhân nha bạn. Có rau muống và có cây cỏ luôn. Ai mà nuôi thỏ hay là nuôi dê vậy đó, liên hệ mình dẫn qua đây hai rau muống để cho cắt cho nó ăn nha bạn. Rất là nhiều rau muống luôn. Ở đây rau muống người ta nó từ mọc các bạn. Mình sẽ đi hái nha. Cũng như mình nha. Nó ngon các bạn ơi. Đó, đây nè, đó. Có nước mắm nha. Đó, muốn gì? Xào rau muống nó ngon á thì mình xào tỏi cho nó vừa vừa này xíu nha. Đó. Bỏ rau muống vô chảo nha, bắt đầu mình trộn lên nha. Mình chưa bỏ hến liền đâu, khi nào rau muống nó teo mình bỏ hến vô nha, tại vì hến nó mau chín lắm. Các bạn bỏ sớm nó đục hết nó được ngon nha bạn. Nó xào cho rau muống nó teo, mình đợi rau muống teo bớt cái đã, nó chín chín lại nha. Nói chung là mình bỏ hến vô nha các bạn. Đó. Để teo xíu nữa các bạn nha. Ta xin lỗi nha. Nó này vậy á. Bạn rau muống thì rau muống đã săn lại và chín rồi nha bạn, chín sơ nha. Các bạn sẽ đến vô nha bạn. Đổ hết luôn. Để xào luôn nha bạn. Quá ngon các bạn ơi. Nó sẽ còn đều luôn nha bạn. Đó, mặc dù có ớt mình sẽ sắp bỏ miếng lên trên nữa. Đó. Đó, các bạn thấy ngon chưa? Đó, hơn rất trời dưới luôn nha. Đó, thấy hến luôn rồi muốn lóc cái trường này nè, hến dưới nha. Đó, còn thành một món là rau muống xào hến nha các bạn. Đặc chính này nha. Đó, mình sẽ rải ớt lên mặt nha các bạn. Thấy hấp dẫn chưa? Đó, quá ngon nha các bạn. Xong một món đó là rau muống xào hến này nha. Và chấm nước mắm nha. Nước mắm siêu cay. Đó, ăn tuyệt vời nha các bạn. Còn rau muống nè, nó vừa chín tới nha bạn, xào chín quá nó không ngon nha bạn. Rau muống này vậy á, xào vừa tới thôi.